một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục trở thành một vị thuyền trưởng danh tiếng trên băng ghế huấn luyện. Tiêu biểu nhất là chức vô địch V-League năm 2011 cùng đội bóng xứ Nghệ sau 10 năm chờ đợi. Nhưng đằng sau vinh quang ấy là những câu chuyện không phải ai cũng biết. Hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ là về người mẹ của tôi. Nó cũng làm cho mình thôi thúc mình để giành lại những cái gì mình đã mất. Tôi nghĩ những cái lúc khó khăn bi đát nhất của cuộc đời tôi đã vượt qua thì không có cái lý lẽ gì mà những cái việc ở bình thường ở bên ngoài này những cái lúc khó khăn mình không thể vượt qua được. Đằng sau một chiếc cúp là cả một câu chuyện đặc biệt về quan điểm chơi bóng của cựu hậu vệ thép một thời, những khoảng lặng, những câu chuyện đầy nước mắt của huấn luyện viên Hoàng Nguyễn về nghi án mua độ năm 2001. Tất cả sẽ có trong loạt chương trình Danh thủ thể thao Nguyễn Hữu Thắng, biểu tượng của thủ lĩnh. Phần 1 của chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2015 trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.